Hôm nay là 16 âm lịch, mai là 17, 18, 19. Em hay nói ngày âm lịch tại vì thường thường đám người ta sẽ sử dụng âm lịch nhiều nha mọi người. Đây nha, em có về cái gì? Đây là chuỗi ngọc nha mọi người. Các hướng dương thì 50. Bông ly này là ly Bacardi nha, 120. Còn bông chuỗi ngọc thì 50. Đây, Tết kiếp tới là kim cương nha. Hàng mới vừa về luôn, kim cương 60. Sa lem ha, sa lem bó nửa ký là 40. Bông hồng nha, bông hồng đây 150 một bó. Hồng này là 150 một bó, hiện bây giờ đang có luôn nè. Mấy bạn nào chốt thì phải làm cái giá nha. Đây có một bó luôn đủ màu đây, 150. Còn đây là lứ ha. Lứ này là một bó nó tầm khoảng là 8 lạng lấy lên nha. Tại vì hàng đó hàng có bông lọc luôn. Đây lứ 50 nha mọi người, lứ bự. Còn lứ nhỏ là 30, còn kim cương chung là 30. Em có Calimero luôn, hàng công ty là 60 nha. Em báo giá cho mấy bạn luôn, đây là kim cương nha. Đây là kim cương nè, đây kim cương chung nha, hàng này 30. Cát tường á, cát tường là 50, em có cát tường Thái luôn. Đây cát tường Thái, bó đây là nửa ký luôn nha. Bó là nửa ký 80 nha mọi người. Đồng tiền, bán đồng tiền nguyên bó là 60, mấy bạn mua lẻ em vắn rồi, dây chì vô là 4. Là bán 4.000 một bông, còn Quỳnh Anh. Rồi đây là ly vàng nhọn ha, hàng này là hai tay 10 cây nha mọi người, nhìn được cái là xuất sắc. Đây nha, hai tay 10 cây là 120. Ly ù vàng ba tay vàng kim là 130. 130. Còn quệ trắng em có vũ nữ luôn. Ông Hồng mới về có quệ đỏ luôn, quệ đỏ thì 80 nha.